doanh số iPhone sụt giảm nghiêm trọng, Apple đã đến lúc phải lo lắng. APPLE vừa công bố báo cáo tài chính trong quý 2 năm 2019. Theo năm tài khóa của Apple, trong 3 tháng vừa qua, Apple đã đạt được doanh thu 58,02 tỷ đô la Mỹ, giảm 3 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của công ty cũng sụt giảm từ 1382 tỷ USD trong quý 1 năm 2018 xuống còn 11,56 tỷ đô la Mỹ trong quý vừa qua một trong những nguyên do khiến doanh thu của Apple bị sụt giảm là vì doanh số của iPhone không được cao như mong đợi trong quý 1/2019, doanh thu của Apple trên thị trường smartphone đạt 31,05 tỷ đô la Mỹ, tương đương với mức 31,03 tỷ đô la Mỹ của các nhà phân tích thị trường dự đoán trước đó. Doanh thu này sụt giảm đến 17% so với doanh thu từ iPhone của Apple trong quý 1/2018. kể từ cuối năm 2018. Apple sẽ không còn công bố doanh số chi tiết của iPhone trong từng quý nên không thể biết chính xác Apple đã bán được bao nhiêu chiếc iPhone trong 3 tháng vừa qua. Tuy nhiên theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, Apple đã bán được 36,4 triệu chiếc iPhone trong quý vừa qua, nghĩa là sụt giảm đến 30% so với doanh số của cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm doanh số lớn nhất của Apple trên thị trường smartphone từ trước đến nay. Doanh số mảng kinh doanh di động sụt giảm tuy nhiên Apple cũng đã được níu kéo lại nhờ vào mảng kinh doanh dịch vụ, bao gồm AppleCare iTunes, App Store, Apple Music, Apple News Apple TV và Apple Arcade. Trong quý vừa qua, Apple đã đạt được doanh thu 11,45 tỷ đô la Mỹ từ mảng dịch vụ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp dịch vụ trở thành mảng mang lại doanh thu lớn thứ hai cho Apple trong quý vừa qua, sau thiết bị di động. Cũng trong quý vừa qua, Apple đã kiếm được 4,87 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ iPad tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt hơn mức dự đoán 4,21 tỷ đô la Mỹ của các nhà phân tích thị trường. Mảng kinh doanh các thiết bị đeo của Apple, bao gồm AirPods và Apple Watch cũng tăng đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái, khi đạt được doanh thu 5,13 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng vừa qua. Dù các mảng kinh doanh đều đạt được mức tăng trưởng về doanh thu, tuy nhiên mức tăng trưởng doanh thu này vẫn không đáng kể so với doanh thu mà Apple đã từng đạt được từ thị trường smartphone doanh số của iPhone sụt giảm cũng đã dẫn đến doanh thu từ thị trường smartphone của Apple cũng bị sụt giảm theo, dù giá bán của các mẫu iPhone ngày càng tăng. Điều này cho thấy iPhone đang dần mất đi vị thế con gà đẻ trứng vàng đối với Apple, còn bản thân Apple dường như cũng muốn giảm dần sự phụ thuộc vào Apple và tập trung nhiều hơn vào mảng dịch vụ, khi đặt ra mục tiêu doanh thu 50 tỷ đô la Mỹ trên năm từ mảng kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, với những ai yêu thích iphone vẫn đang hy vọng apple có thể lấy lại vị thế của mình trên thị trường di động bằng những mẫu iphone mới mang tính cạnh tranh cao hơn với kiểu dáng thiết kế và tính năng hoàn toàn mới tê thùy